Xin chào tất cả anh em yêu mến cây mai vàng. Hôm nay là mùng 10 âm lịch, tháng cuối cùng của năm. Như vậy là tất cả anh em miền Nam đang chuẩn bị bắt đầu lặt lá mai để đón Tết. Thì hôm nay mình làm cái clip này là để chia sẻ cùng phân tích với anh em các cái yếu tố quyết định đến cái thời điểm mà chúng ta lặt lá mai sao cho nó hợp lý. Trước mặt anh em đây là một cái cây mai tàn hoành 40. Đây là cái cây mai mà mình đã lặt lá hai lần. Thì cái đợt mà cuối cùng là rơi vào cuối tháng 5 âm lịch, thì mình test để coi là cái thời gian mình lặt lá như vậy á, thì cuối năm cây mai của mình chất lượng nụ nó như thế nào, số lượng nụ nó ra sao. Thì ở đây mình lưu ý một điều là khi anh em thay lá cây mai vào giữa năm, thì mình cũng đã từng chia sẻ anh em là cái trường hợp mà thay lá vào giữa năm, từ cái thời điểm mà tháng 3 cho đến tháng 4 âm lịch á, để làm gì, để khi chúng ta thay lá thì chúng ta sẽ tránh được cái trường hợp mà cây mai chúng ta nó sẽ bị nở khoảng 20-30% vào thời điểm tháng 10 âm lịch, khi mà thời tiết thay đổi, gió chướng, thì cây mai chúng ta sẽ bị nở. Cho nên đôi lúc là nhiều anh em là sẽ chọn cái giải pháp là mình lặt lá vào giữa năm. Nhưng mà mình thấy nếu thường thường là anh em lặt vào mùng 5 tháng 5 á, đối với những cái cây mai mà bộ rễ nó khỏe đó, nó tốt á, thì không vấn đề. Nhưng mà lỡ như cây mai chúng ta nó đang yếu, chúng ta lặt vào cái thời điểm đó thì nó sẽ ra được cái đợt lá không mạnh, rồi thời tiết mưa nhiều, thì cây mai nó sẽ không phát triển và bộ lá nó sẽ ít. Cho nên là dẫn đến là cái kết quả là cuối năm á, cái lượng nụ nó sẽ không nhiều. Và anh em phải nhớ là khi cái thời điểm mà chúng ta thay lá thì chúng ta phải quan sát coi cây mai chúng ta là nó đang mạnh hay đang yếu, bộ rễ đang khỏe hay không, thì chúng ta mới quyết định thay. Đối với một số cây mai á, mà đầu năm á, là rơi vào tháng 1 á, mà anh em xử lý thay chắc chồng, thì nó sẽ ra cái bộ lá. Đối với những cây mai nó khỏe thì nó ra cái bộ lá rất là mạnh. Cho nên là trong cái giai đoạn mà giữa năm á, là khoảng là đầu tháng 6, thì nó sẽ làm nụ và nó sẽ giữa năm, thường thường là tháng 10 là anh em sẽ thấy cái mai nó nở. Cho nên nhiều anh em á, là hay chơi bonsai hoặc là chơi mai tại nhà á, thì hay chọn cái giải pháp là thay lá để cho cái mai của chúng ta cái đợt lá nó ra đồng đều. Khi lá nó đồng đều á, thì cái tỷ lệ mà nụ làm nụ nó cũng tương đối là đồng đều nhau, thì nó sẽ giúp cho cây mai chúng ta Tết á, nó sẽ nở đồng loạt hơn là đối với những cái cây mai mà ra những cái đợt lá đầu năm, ra 2-3 đợt thì cái tỷ lệ lá nó già, thường thường là nó nằm ở trong đây. Trong dây thì lá nó già, còn những cái nhánh mà nó ở ngoài thì nó sẽ non hơn, và thời gian nở bông của các cái nụ thì nó sẽ so le. Thì cái nhược điểm mà để khắc phục những cái cây mai mà nó nở so le, thì chúng ta nên chọn cái cách mà thay lá vào giữa năm. Và cái thời gian mà mình thấy tốt nhất là thường thường là khoảng cuối tháng 3 đến tháng 4 âm lịch, thì chúng ta sẽ được hai đợt lá trước khi nó bước vào cái giai đoạn sinh sản là nó làm nụ. Thì quay lại cái vấn đề mà lặt lá, thì cái mai này á
là mình cho khách thuê thì ngày 25 âm lịch là phải nở đồng loạt, cho nên là hôm nay là mùng 10 âm lịch thì mình sẽ lặt lá. Thông thường á thì sau 7 ngày cây mai nó sẽ bung vỏ lụa, nhưng do cái thời tiết năm nay á, là mình cảm thấy là nó lạnh nhiều hơn và gây một cái trở ngại rất lớn là đối với những anh em ở khu vực miền Trung và miền Bắc, là mình đã lặt lá vào đầu tháng 11 và cuối tháng 11, cho nên lạnh nhiều quá, rét nhiều quá thì nó sẽ làm cho cây mai chúng ta nó đứng, và cái thời gian mà nó bung vỏ lụa cũng như nó nở sẽ kéo dài hơn. Ở miền Nam á, thì thời tiết trong những ngày gần đây thì cũng rất là lạnh so với mọi năm, nhưng mà hôm nay thì cũng đã giảm. Chúng ta chờ đợi khoảng 2 ngày nữa, nếu như thời tiết mà nó hết lạnh thì chúng ta sẽ lặt lá vào ngày 14, ngày 15. Còn nếu như thời tiết nó vẫn kéo dài lạnh thì chúng ta có thể lặt sớm hơn một ngày, khoảng 13, từ 13 đến 15. Và cũng tùy thuộc vào cái nụ của cái mai chúng ta cũng như là cái giống mai thì mình sẽ quyết định được cái ngày lặt lá là sớm hay trễ. Năm nay á là cái năm nhuần, thì đối với một số anh em á, là không có lặt lá mai thì nụ nó tương đối nó già, và chúng ta nên chọn cái ngày lặt lá cho nó phù hợp. Đây là cái trường hợp mà cây mai chúng ta nuôi thần chậu. Bây giờ mình sẽ qua một cái cây cũng là cây mai tàn, chúng ta bứng từ ở đất về. Thì nó có hai loại. Cái loại thứ nhất là những cái cây mai mà trồng đất mà lâu năm chúng ta bứng thì nó sẽ mất sức rất là nhiều. Trường hợp thứ hai là những cây mai mà người ta đã nuôi trên cái mô đất á, thì cái bộ rễ cám của nó rất là nhiều, ví dụ như là cây mai này. Thì đây cũng là cái cây mai mà mình cũng mua, mình bứng, bó bầu đem về. Thì mình lặt lá là hôm mùng 3. Thì hôm nay là mùng 10, 7 ngày. Thì theo thường lệ là sau 7 ngày thì chúng ta lặt lá thì cây mai nó sẽ bung cái vỏ lụa. Riêng cái cây mai này thì anh em thấy ha, thì nó chưa có bung. Thì nó cũng có một số nụ là bắt đầu nó to. Để mình quay cho anh em xem. Đây. Thì lý do tại sao? Thì tại những cái cây mai bứng ấy, thì nó mất sức, do chúng ta bứng chúng ta cắt rễ, bộ rễ nó bị tổn thương thì nó mất sức, thì nó dẫn đến là cái quá trình chúng ta vận chuyển về nó ảnh hưởng của gió nắng ha. Thì trường hợp này anh em lưu ý là chúng ta nên bứng cây mai và lặt lá trước cái thời điểm mà chúng ta chọn lặt lá là thường 5 ngày để chi, để giúp cho cây mai nó tỉnh và nó có cái thời gian dài hơn để nó bù vào. Chứ chúng ta tính cái thời gian mà cây mai mà chúng ta nuôi chậu hoặc là cây mai nuôi đất mà khi ta lặt lá thì thường dao động là ở khu vực miền Tây mình á, thì thường là khoảng từ 14 cho đến 17 ngày thì bắt đầu nó sẽ nở. Nhưng khi chúng ta bứng về rồi nó sẽ mất đi khoảng 3 đến 5 ngày, cây nó bị yếu á, thì nó cần cái thời gian nhiều hơn. Và chúng lo lúc đó thì chúng ta phải có cái chế độ chăm sóc những cái cây mai này khác chút xíu so với những cái cây mai thuần nuôi chậu, hoặc là những cái cây mai không có bị tác động vào bộ rễ. Thì khi đem về thì anh em là dùng lưới chúng ta che cây để cho nó mát, để bộ lá nó không bị xào, nó không bị héo, và chúng ta phải kết hợp và chúng ta phun nước cho nó mát lá, mát thân, và đồng thời là chúng ta cũng tưới nước kết hợp là sử dụng cái thuốc dưỡng.
Ở đây mình sử dụng cái combo chính hoặc là combo 1, combo 2 cũng được, để giúp cho cái mai chúng ta nó hấp thu qua da để nó phục hồi lại. Thì anh em thấy nè, những cái nhánh nhỏ là nó sẽ bị khô luôn, thì cây nó mất sức á. Đó, những cái nhánh nhỏ này thì cái lượng nhựa nó ở trên đây nó không có nhiều thì nó sẽ bị khô. Còn nếu như chúng ta không có bứng thì tất cả những cái nhánh này là nó sẽ nụ nó sẽ lớn lên và nó nở rất là nhiều. Và theo như những năm trước mà mình cũng đã từng bứng nhiều cây thì mình thấy là cái tỷ lệ mà cái nụ mà nó nở đạt tầm khoảng từ 60 đến 80%, không bao giờ đạt được 100% so với những cái cây mai mà chúng ta lặt lá mà chúng ta để nguyên. Thì có những cái trường hợp á, là chúng ta buộc vấn đề là chúng ta mua bán khách không cho gỡ thì buộc chúng ta phải bứng sớm thì chúng ta phải chịu. Còn nếu chúng ta có nhiều cái thời gian á, chúng ta nên lặt lá cây mai này, chúng ta đợi tới cái ngày mà nó bung cái vỏ chấu á, là thường thường ngày 22-23 âm lịch thì chúng ta bứng lên đó, thì lúc đó là cái tỷ lệ mà nụ nó nở trên cây mai nó sẽ không có bị mất và nó vẫn đảm bảo được Tết chúng ta chơi có được cái cây mai nở rất là nhiều nụ và nhiều bông. Riêng với cái cây mai này thì chúng ta phải tăng cường phun nước trên thân, một ngày có thể phun tới 3 đến 4 lần cho nó mát. Cộng thêm cái thời tiết năm nay nó lạnh thì nó sẽ làm cho những cái nụ nhỏ cây mai chúng ta nó sẽ bị nín luôn và nó bị khô luôn như thế này. Thì những cái nụ nào nó lớn rồi á thì nó sẽ vượt, nó sẽ lướt được. Ví dụ như đây, đây bắt đầu nó bung, anh em thấy bắt đầu nó bung rồi nè, cái nụ nó bự nè, bắt đầu nó bung. Thì đối với cây mai này, do vấn đề là công việc kinh doanh thì mình phải mua, thì sau khi cây mai này nó nở xong thì mình sẽ trồng lại cây mai này, mình sẽ con tàn và phá bầu, mình sẽ ra cái clip hướng dẫn cho anh em cách trồng một cây mai tàn như thế nào, vào chậu hay là trên mô đất, để giúp cho cây mai nó phát triển tốt, nó không bị si. Thì mình đang còn nợ anh em một cái clip, thì trước cách đây một tháng là mình có bứng một cây mai tàn nhưng mà mình không có quay cái clip trồng. Thì lần này mình sẽ sử dụng cái cây mai này để quay cái clip để hướng dẫn cho anh em cái cách trồng một cây mai tàn nó như thế nào cho nó đúng cách theo cái kinh nghiệm của mình, cũng như là sự những gì mình biết được, để giúp cho cây mai chúng ta khi chúng ta mua chúng ta tốn tiền nhưng mà chúng ta khi đem về chúng ta trồng để tránh trường hợp nó bị si, nó ảnh hưởng đến cây mai của chúng ta màu rất là nhiều anh em. Thì hôm nay là cây mai này được 7 ngày thì chắc khoảng chừng 3 ngày đến 5 ngày nữa thì cây mai này nó sẽ bung cái vỏ lùa, thì nó rơi vô khoảng 15 ngày và nó nở. Theo như mình tính thì cây mai này nó phải mất khoảng 20 ngày để đi để nó nở. Còn bình thường là những cái cây mai mà nuôi chậu không bứng thì nó mất khoảng từ 14 cho đến 17 ngày để cho nó nụ nó xanh, nó búp, nó nở. Thì nó còn phụ thuộc vào cái chế độ chăm sóc của chúng ta nữa. Ở đây mình chia sẻ, mình ra những cái clip, những cái tình huống mà anh em ở ngoài có thể gặp phải. Và khi chúng ta xem được những clip này á, chúng ta sẽ có được cái cách để chúng ta tính toán, chọn cái thời điểm thích hợp để bứng một cái cây mai. Vừa rồi á, thì cũng có rất là nhiều anh em mua mai về bán Tết, mình cũng rất là buồn khi nghe anh em chia sẻ là mua mai là bứng bó bầu đắt mà bứng hồi trong tháng 11 âm lịch thì còn khoảng gần 2 tháng nữa mới Tết, thì những cái mai đó khi bứng về khoảng tầm khoảng 5 đến 10 ngày là bắt đầu nó lá nó vàng, nó xào lá,
và cây nó xuống thì làm sao mà chúng ta có thể nuôi được cái bộ nụ đó để Tết chúng ta ra ngoài thị trường chúng ta bán Tết được. Cho nên là anh em rút kinh nghiệm ha, thì chúng ta nên chọn cái thời điểm chúng ta bứng cũng như là thời điểm lật lá để cho cây mai chúng ta nó nở và Tết chúng ta có được những cây mai với những cái bông hoa rất là đẹp vào những ngày xuân. Như vậy sau khi anh em lật lá mai thì nên lưu ý những vấn đề như sau đây. Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cái quá trình nụ mai chúng ta nó nở nhanh hay là nở trễ thì nhiệt độ cao sẽ nở nhanh hơn là nhiệt độ thấp. Ánh sáng đủ sẽ giúp cây mai nó quang hợp và nó cũng nở nhanh hơn là ánh sáng thiếu. Rồi trời nắng gắt thì cũng giúp cho cây mai của chúng ta nhanh nở hơn là trời mát. Và lượng mưa, trong nước mưa nó sẽ có axit, nó sẽ giúp cho cây mai chúng ta trở mình và nở nhanh hơn. Rồi liều lượng tưới nước, nếu như anh em tưới nước vào trời nắng thì nó cũng làm cho nụ mai của chúng ta nở nhanh hơn. Và cái thời gian anh em lặt sớm hơn thì tất nhiên là nó có đủ thời gian thì cũng làm cho cây mai chúng ta nở sớm hơn vào những ngày Tết. Và cái cuối cùng đó chính là cái lượng nụ già to hay nhỏ của cây mai cũng như là cái giống mai, nó sẽ quyết định đến cái thời gian mà chúng ta chọn để nụ mai chúng ta nó nở. Còn thêm một cái yếu tố nữa là chúng ta tác động sử dụng phân thuốc, thì đây là cái yếu tố mà mình không chia sẻ, cái này nó không đem lại lợi ích cho cây mai chúng ta cho nên là mình sẽ không chia sẻ. Còn anh em nào có nhu cầu muốn sử dụng thì tìm hiểu, nó cũng sẽ tác động vào trong cái quá trình đối với những cái cây mai mà nụ nhỏ không kịp thì chúng ta xử lý, thì nó cũng giúp cho cây mai chúng ta nở, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cây mai chúng ta sau cái quá trình mà chúng ta chơi Tết, thì chúng ta phục hồi lại, chúng ta nuôi lại, chúng ta chăm sóc lại, có thể là nó dẫn đến là cây mai chúng ta bị si. Như vậy thì cuối cùng thì cây đảnh đời Việt cũng xin chúc cho tất cả anh em bà con nhiều sức khỏe, và thông qua cái clip này bổ sung thêm một số cái thông tin để chúng ta có cách nhìn nhận để mà chúng ta chăm sóc cây mai sau khi mà chúng ta lặt lá. Và mình sẽ tranh thủ cái thời gian để mà cập nhật những cái clip trong cái quá trình mà chúng ta theo dõi cũng như là cái thời tiết có thay đổi trong năm nay. Xin thân ái chào tạm biệt.